Các bạn đây là mẫu tai nghe L150 nha. Thì tai này là tai nghe Bluetooth chụp tai. Đây, các bạn có thể kéo chỉnh độ dài rộng của tai này. Thì mặc định khi mà các bạn kết nối ấy, thì âm thanh trên điện thoại nó sẽ hạn chế, nên là các bạn sẽ phải cần tăng âm lượng ở trên cả tai nữa để sử dụng hết được âm lượng của tai nghe. Thì tai nghe có thể gập vào, để cất vô cùng tiện. Thì ngoài ra tai nghe sẽ đi kèm một dây sạc, và đây là một cái dây để cho các bạn có thể kết nối có dây được tai với thiết bị. Các bạn có thể dùng. Thì tai có 3 màu, đây là màu đen, đây là màu xám, ở đây là màu trắng. Âm thanh của tai thì cực kỳ nhiều bass.